đây là chiếc loa di động có pin đặc biệt nhất trên thị trường hiện nay. Yorkville Sound là một thương hiệu âm thanh lâu đời đến từ Canada, được sáng lập từ năm 1963 với tốc độ phát triển nhanh chóng và nhờ chất lượng sản phẩm tốt, công nghệ cải tiến không ngừng, Yorkville Sound đã trở thành một trong những thương hiệu chủ chốt, chuyên sản xuất và phân phối từ tất cả các dòng sản phẩm PA chuyên nghiệp cho tới vô số các loại phụ kiện âm thanh cho thị trường cả trong và ngoài nước. Bây giờ hãy cùng tìm hiểu xem vì sao EXM Mobile 8 lại là mẫu loa di động vượt trội nhất trên thị trường hiện nay nhé. Yorkville EXM Mobile 8 được tạo ra để phù hợp với đa dạng các ứng dụng, dù là để chơi DJ, chơi live band, âm nhạc đường phố, phòng tập hay đơn giản là để phát nhạc nền sân vườn, chiếc loa này đều có thể cân được hết. Sở hữu thiết kế nhỏ gọn, thông minh, loa EXM Mobile 8 cho phép ta sử dụng linh hoạt và đa mục đích. Ta có thể đặt loa đứng trên một mặt phẳng, ngửa mặt loa, đặt loa nằm ngang hoặc cắm trên cọc loa tiêu chuẩn. Bản thân chiếc EXM Mobile 8 rất nhẹ, chỉ 7,8 cân. Với một tay cầm được thiết kế sẵn ở phía trên, ta có thể dễ dàng di chuyển loa chỉ với một tay. Đa số những chiếc loa di động có pin hiện nay trên thị trường là loa 2-way. Tuy nhiên riêng chiếc EXM Mobile 8 này là loa 3-way chính hiệu luôn. Với driver bass 8 inch, driver mid 5 inch và driver treble 1 inch, toàn bộ đều là củ tứ neo, có góc phủ cả ngang hay dọc đều là 90 độ. Chiếc loa tuy nhỏ mà có võ này có thể đáp ứng được tần số từ 60Hz lên đến 20.000 kHz với công suất vượt trội 400W, đạt đỉnh SPL đến 123dB. Được tích hợp mixer 3 kênh có sẵn effect, có 3 đường tín hiệu để kết nối micro và các loại nhạc cụ. Đầu nhận Bluetooth để nhận nguồn nhạc từ các thiết bị không dây như laptop, điện thoại để đơn giản hóa quá trình sử dụng và kết nối loa. Theo nhà hãng, với mỗi lần sạc đầy và sử dụng tối đa công suất của loa thì chiếc EXM Mobile 8 này có thể trụ được ít nhất là 5 tiếng rưỡi. Nhưng thực tế, theo trải nghiệm cá nhân thì em đã sử dụng em nó liên tục trong 8 tiếng đồng hồ mà không hề có dấu hiệu suy yếu của pin. Nên các bác cứ yên tâm mà ứng dụng em nó cho mọi mục đích nha. Nhiều lần ngập ngừng muốn ngồi, tiếng yêu đương sao không thành câu. Sợ rằng đường về không còn xa, để bên em anh đưa lối về. Nhiều lần trộm nhìn em thật lâu, nét thơ ngây chưa vương sầu lấy. Nắng đẹp tựa ngàn muôn ánh sao, dịu dàng mong manh em xinh như cánh hoa đào. Tình đơn phương đôi khi thấy em cười vui, lòng anh sao xuyến. Nàng ơi hay biết chăng anh đã yêu từ lâu. Đôi khi bên em thơ ngây mà dần lòng đừng nói ra, nghe con tim trinh nguyên vương tình sâu chất ngất. Sợ nụ hồng phai nhanh, em hờn em dỗi em mang cô đơn trên lối về. Anh xin yêu em đơn phương, tha rằng mình đừng nói xa, để mai đây bên em ta chung về lối cũ. Dù lòng nhiều đớn đau, yêu em từ lâu. Ngập ngừng muốn nói, tiếng yêu đương sao không thành câu. Sợ rằng đường về không còn xa, để bên em anh đưa lối về. Nhiều lần trông nhìn em thật lâu, nét thơ ngây chưa vương sầu lệ. Nàng đẹp từ ngàn muôn ánh sao,
Dịu dàng mong manh em xinh như cánh hoa đào. Tình đơn phương, đôi khi thấy em cười vui, lòng anh sao xuyến. Nàng ơi hay biết chăng, anh đã yêu từ lâu. Đôi khi đến em thơ ngây, mà dần lòng đừng nói ra, nghe con tim trinh nguyên vương tình sâu chất nhất. Sợ nụ hồng phai nhanh, em hờn em dỗi em mong cô đơn trên lối về. Anh xin yêu em đơn phương, thà rằng mình đừng nói xa, để mà đây bên em ta trông về lối cũ. Dù lòng nhiều đớn đau, yêu em từ lâu. Đôi khi bên em thơ ngây, mà dần lòng đừng nói xa, nghe con tim trinh nguyên vương tình sâu chất ngất. Sợ nụ hồng phai nhanh, em hờn em dỗi em mang cô đơn trên lối về. Anh xin yêu em đơn phương, tha rằng mình đừng nói xa, để mai đây bên em ta trông về lối cũ. Dù lòng nhiều tan đau, yêu em từ lâu. Dù lòng nhiều tan đau.